Thưa quý vị, vào mùa mưa bão hàng năm từ tháng 9, nhiều loài chim hoang dã di cư như là cò giạc én bay về kiếm ăn, tìm nơi trú ẩn trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Dù chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, khuyến cáo và có những quy định nghiêm về việc bảo vệ, nhưng người dân vẫn ngang nhiên săn bắt, bẫy chim theo kiểu tận diệt. Do đó, công tác bảo tồn liên quan đến các loài chim hoang dã, chim di cư đối với ngành kiểm lâm, các lực lượng phối hợp gặp nhiều khó khăn trong những đợt ra quân truy quét, xử lý tình trạng săn bắt, bẫy bắn chim trời. Đây là hình ảnh phóng viên ghi lại trên cánh đồng sau mùa gặt ở số 8, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Là vùng bán sơn địa, Diễn Phú được cơ quan chức năng đánh giá là điểm nóng về tình trạng săn bắt bẫy chim trời, chim hoang dã và mùa chim di cư từ nhiều năm qua. Không khó để nhận ra hàng ngàn con cò giả, que nhựa dính cắm tua tủa trên mặt ruộng, chân ruộng tạo nên những vùng tử địa đối với những đàn cò khi xà xuống kiếm mồi. Hiện nay thì tình trạng săn bắt chim cò trên địa bàn đang còn diễn ra, mặc dù là chính quyền địa phương luôn tuyên truyền và cho người dân hàng năm thì cho công an xã tiến hành lập danh sách các cái hộ dân đánh cò trên địa bàn để ký cam kết. Từ giữa tháng 9 đến nay, hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và phối hợp các lực lượng chức năng tham gia truy quét, xử lý nạn đánh bắt chim di cư, chim hoang dã trên địa bàn toàn huyện. Thì hạt kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương đã mở đợt truy quét, kết quả thu được và tiêu hủy là hơn 1.000 mét lưới và hàng nghìn loài cò tạc. Việc truy quét xử lý nạn đánh bắt chim di cư, chim hoang dã trên địa bàn huyện Diễn Châu sẽ diễn ra trong suốt mùa mưa bão. Bên cạnh đó, ngành kiểm lâm phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho người dân, chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh ký cam thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. Chính quyền địa phương thì các đợt thì vào các chính vụ thì đều đặt quân đột xuất để xử lý các cái vụ vi phạm, đặc biệt là cũng họp cái thành lập đoàn có quyết định xử lý vi phạm các cái trường hợp cứ tái phạm liên tục. Thì thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục vận động và tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã và các loài chim di cư. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu đã ban hành công văn chỉ đạo yêu cầu các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân không săn bẫy bắt mua bán trái phép các loại chim hoang dã, chim di cư, nghiêm cấm tuyệt đối các hộ gia đình cá nhân dùng các loại súng, giăng lưới, đặt chim mồi, đặt bẫy nhựa dính để săn bắn bẫy bắt, nghiêm cấm hành vi giết mổ, mua bán, kinh doanh, chế biến các loại chim di cư, tổ chức lực lượng kiểm tra, thu dọn tiêu hủy các dụng cụ bắt bẫy các loại chim di cư, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi săn bắt bẫy mua bán, kinh doanh các chim di cư tại các chợ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.